Kính chào các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay, thầy xin lên lớp bài học trực tuyến tuần 1, môn thể dục khối lớp 7. Nội dung ngày bài hôm nay là lý thuyết phòng tránh chấn thương trong thể dục thể thao. Các em chú ý, trong lúc thầy giảng giảng bài, thì các em chúng ta sẽ thực hiện phiếu ghi chép như nhà trường đã quy định. Thầy xin giới thiệu chương trình môn thể dục lớp 7. Chương trình môn thể dục lớp 7 chúng ta có những nội dung sau. Một là chúng ta sẽ biết nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong thể dục thể thao, đội hình đội ngũ. Hai, các em sẽ được học tiếp chạy ngắn, chạy bền. Ở đây học các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát, các giai đoạn trong chạy ngắn và chạy bền. Nội dung bật nhảy, các động tác bổ trợ, các giai đoạn thực hiện kỹ thuật và hoàn thiện kỹ thuật. Các em sẽ được học bài thể dục chín động tác với cơ. Các em sẽ được học đá cầu, gồm các kỹ thuật cơ bản, thi đấu và luật đá cầu. Thứ tư, các em sẽ học môn thể thao tự chọn. Ở đây tùy vào điều kiện của nhà trường, thì các thầy cô trong nhóm thể dục sẽ thống nhất chọn cho các em mỗi khối sẽ học chung một môn. Và các em chúng ta sẽ được thông báo khi gần đến thời gian học và dụng cụ học tập. Thì lúc đó các thầy cô đứng lớp sẽ thông báo luôn cho các em. Bài ngày hôm nay, nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong thể dục thể thao. Các em chúng ta bắt đầu ghi chép những nội dung ý chính vào trong phiếu. Bài ngày hôm nay sẽ có 4 yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên, phải nhận biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. Yêu cầu thứ hai, vận dụng được trong các giờ học thể dục và tự tập hàng ngày tại nhà, tại công viên hoặc có thể là tại trường. Thứ ba, biết được một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. Và nguyên nhân yêu cầu thứ tư là nhận biết được các loại hình ảnh, các loại chấn thương thường gặp. Các em có thể nhìn vào những bức hình và các em biết đó là chấn thương gì. Đầu tiên thì các em chúng ta cần phải biết khái niệm chấn thương là gì. Chấn thương thể thao đơn giản, nó được hiểu là sự tổn thương cấu trúc giải phẫu của các hệ cơ quan trên cơ thể do tác động từ bên ngoài gây ra. Thông thường, mỗi loại chấn thương khác nhau thì tình trạng tổn thương sẽ không giống nhau. Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể lực, đến kết quả học tập hiện tại cũng như lao động và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện thể dục thể thao. Do đó, có thể nói chấn thương là kẻ thù của thể dục thể thao. Như vậy thì câu này chúng ta có thể hiểu là như thế này: khi chúng ta tập luyện thể thao là mong có sức khỏe, thể lực để có thể học tập và lao động. Nhưng nếu chúng ta dẫn đến nếu chúng ta thực hiện không đúng dẫn đến chấn thương thì coi như là chúng ta đi ngược lại với mục đích này. Các em có thể hiểu như vậy. Như vậy, biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thương xảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Nguyên nhân chấn thương trong thể thao thì trong thể thao chúng ta có các nguyên tắc sau. Một là nguyên tắc vệ sinh, địa điểm tập luyện, khởi động, trang phục. Nếu chúng ta không thực hiện đúng nguyên tắc vệ sinh như địa điểm tập luyện không phù hợp, không khởi động hay trang phục không phù hợp thì các em sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Nguyên tắc thứ hai đó về nguyên tắc hệ thống gồm tập luyện thường xuyên, kiên trì trong tập luyện, không tập luyện thường xuyên hoặc không kiên trì trong tập luyện cũng sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Nguyên tắc thứ ba
Đó là nguyên tắc vừa sức. Lượng vận động phải phù hợp với sức khỏe và thể trạng. Nếu không đảm thực hiện tốt nguyên tắc vừa sức này thì cũng sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Ở đây chúng ta có thể hiểu là nếu chúng ta thực hiện quá nhiều lượng vận động, có thể các em có thể hiểu là các em tập luyện quá nhiều trong một buổi đi, thì cơ thể các em không đảm bảo được thì có thể dẫn đến chấn thương. Nguyên tắc thứ tư đó là nguyên tắc tăng tiến. Nguyên tắc tăng tiến ở đây là tập luyện đúng nguyên tắc từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp, không nóng vội, tùy tiện và ngẫu hứng. Có một số bạn tập thì nôn nóng, tập lượng vận động nhiều, vô tập liền nặng, tập những động tác phức tạp, liền không tập những động tác đơn giản trước, thì những bạn đó rất là dễ dẫn đến chấn thương và có nhiều cái chấn thương nguy hiểm. Thì một lát nữa chúng ta sẽ được xem biết được ở dưới bài. Lời khuyên cho các bạn là hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao vì một cuộc sống khỏe mạnh. Hãy tuân thủ các nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao nói trên để xây dựng cho mình một thói quen tập luyện tốt, không bỏ cuộc và đạt được những thành tựu như mong muốn. Sau đây các em sẽ được xem một số chấn thương thường gặp và một số hình ảnh các em chúng ta nhận biết ha. Đầu tiên là chấn thương gối, thường gặp trong các môn bóng đá, bóng chuyền, chạy bộ, cầu lông. Chấn thương gối, các em sẽ xem hình ảnh vị trí của chấn thương gối. Thứ hai là chấn thương mắt cá chân, thường gặp trong các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, cầu lông. Các em xem vị trí mắt cá chân và hình ảnh chấn thương được đồ họa. Đó là cái phần vàng vàng đã đỏ với các em. Chấn thương bắp chân thường gặp trong các môn bóng đá, cầu lông, chạy bộ, tennis. Các em thấy được phần chấn thương bắp chân, cái phần đã đỏ của cái hình. Các em xem hai bức hình này, các em có thể đoán ra được đây là chấn thương gì không ạ? Đây là chấn thương đùi, thường gặp trong các môn bóng đá, chạy bộ, võ thuật. Chấn thương khuỷu tay thường gặp trong các môn tennis, cầu lông, bóng chuyền. Đây là chấn thương khuỷu tay. Các em biết vị trí của khuỷu tay trong giờ thể dục thường thường có khởi động, có động tác xoay khuỷu tay, thì các em cũng đã cũng thể đoán ra được khuỷu tay là nghe chỗ vị trí nào à. Chấn thương cổ tay thường gặp trong các môn bóng chuyền, cầu lông, tennis, võ thuật. Đây, hình ảnh vị trí cổ tay bị chấn thương. Các em xem hình ảnh để các em biết được vị trí. Nếu mà các em chúng ta có đau hay có gì đó ngay vị trí đó thì các em cũng biết đó là chấn thương. Chúng ta bị chấn thương gì ạ? Đúng không ạ? Rồi, các chấn thương khác. Xây xát nhẹ, chưa hoặc có chảy máu ít ngoài da. Choáng, ngất, tổn thương cơ.
Tổn thương cơ hình minh họa phía dưới có 3 mức độ tổn thương cơ. Bông gân. Các bạn thấy cái hình bên phải sưng lên tím, tổn thương khớp và xây khớp. Nặng dập mặt gãy xương. Ba chấn thương thì các bạn chúng ta xem cái dập và gãy xương là nặng nhất, ghê nhất đúng không ạ? Vừa rồi các em đã biết được một số chấn thương cơ bản trong thể dục thể thao. Thì như vậy để phòng tránh chấn thương thì chúng ta phải như thế nào? Đó là yêu cầu của bài học và trọng tâm của ngày hôm nay. Thứ nhất, khi bắt đầu một buổi tập hoặc trước khi thi đấu thì phải tiến hành khởi động. Khởi động để làm gì? Để đưa cơ thể từ trạng thái ngồi sang trạng thái nóng và cơ thể thích nghi dần với trạng thái vận động. Ở đây các em chúng ta có thể lật lại bài cũ phía đầu xem lại nó nằm ở trong nguyên tắc nào. Thứ hai, trong buổi tập cần tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. Cái số 2 này các em chúng ta cũng có thể mở lại bài cũ ha, xem lại coi thuộc ở nguyên tắc nào. Thứ ba, không tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn hoặc đứng kế bên để bảo hiểm. Thứ tư, nên ăn mặc trang phục thể thao khi tập, không ăn uống nhiều ngay trước và sau khi tập. Thứ năm, trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu, nếu thấy sức khỏe không bình thường, cần báo cáo đến giáo viên biết và có biện pháp xử lý phù hợp ngay. Ở đây các em chú ý là khi tập luyện hoặc thi đấu, nếu có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì các em phải báo về giáo viên hoặc huấn luyện viên biết. Các em đừng có im, có thể là các em bị chấn thương nhẹ, nếu các em không báo thì đến lúc mà chấn thương nặng thì điều đó nó xảy ra rất là đều không mong muốn và có thể là tốn rất nhiều thời gian để các em chúng ta trở lại trạng thái ban đầu. Các em chú ý việc này. Thứ sáu, trước khi kết thúc buổi tập hoặc sau khi thi đấu xong, nhất thiết phải tiến hành hồi tĩnh để đưa cơ thể trạng thái động về trạng thái bình thường. Lúc đầu chúng ta trước khi tập thì chúng ta đưa cơ thể chúng ta từ trạng thái bình thường trạng thái động, và sau khi tập luyện hoặc thi đấu xong thì chúng ta sẽ làm một điều ngược lại như vậy, là đưa cơ thể từ trạng thái động về bằng trạng thái bình thường. Thì đưa như thế nào? Thì bằng một số động tác thả lỏng. Và trước khi kết thúc buổi ngày hôm nay, thầy có một số việc dặn dò các em. Sau khi các em nghe dặn dò xong thì các em chúng ta sẽ xem một số đoạn clip về một số chấn thương trong thể thao. Dặn dò thì thầy sẽ dặn dò các em 3 việc. Một, các em có thể lên trên trang web của nhà trường xem lại nội dung cách phòng tránh chấn thương. Buổi sau lên lớp thì đề nghị các em chúng ta có mặt đầy đủ và đúng giờ để thầy tiến hành kiểm tra miệng và thầy sẽ kêu tên những bạn nào thường lên trên lớp
chạy giờ quy định. Vị thứ ba, các em viết đầy đủ vào phiếu học tập, nhờ tạm biệt các em.